Vậy là iOS 17 đã chính thức ra mắt và mình cũng đã update rồi. Mình update vào ngày 19 tây tháng 9 2023 và bây giờ là mình sẽ cài đặt, mình sử dụng qua một ngày, mình sẽ làm một kênh review cho tất cả các bạn nhé. iOS 17 chính thức ra mắt vào ngày 18 tây tháng 9 2023 và hôm nay là ngày 20 tây tháng 9 2023 thì mình đã cũng đã cập nhật thành công phiên bản 17.0 iOS rồi. Thì trong cái phiên bản iOS 17.0 này là chia tay phiên bản từ iPhone X, iPhone 8 Plus. Thì iPhone 8 Plus là ai còn lên được 16.6.1 thì các bạn cứ lên đi, đừng có sợ về mặt hiệu năng nha. Nó cải thiện rất là tốt. Các bạn đừng có lo về mặt tâm lý là nói là mỗi lần lên á thì sẽ bị hao pin. Nhưng mà thật sự càng lên thì Apple càng vá tất cả các lỗ hổng rồi. Thì sau một ngày mà mình trải qua sử dụng á thì mình thấy về máy chạy thì mượt mà, và pin á thì mình thấy nó cũng không có bị ảnh hưởng nhiều về máy, về pin. Thì do là mình xài cái iPhone 14 Pro Max thì mình update lên pin nó cũng 4.000 mấy, nói chung là mình xài là hơn 1.000. Thôi thì mình đánh giá nhanh qua khi mà mình sử dụng qua một ngày rồi thì có những cái gì chia sẻ đến với các bạn. Thì khi qua một ngày sử dụng rồi thì mình thấy nó có hai cái điểm hay mà mình thích nhất. Có nghĩa là trên cái FaceTime bình thường là mình gọi người ta không có bắt máy, là nó chỉ ở cái chờ, cái màn hình chờ bình thường thôi. Thì qua cái đợt này á thì mình thấy nó có luôn một cái dạng mình gọi được video, có nghĩa là bình thường là mình gọi là nó chỉ hiển thị là cái màn hình là cái nút thông báo cuộc gọi thôi, và người ta không bắt máy thì cũng như không, nhưng mà mình có thể sẵn đó mình quay lại cái lúc mà mình đang chờ người ta và mình gửi luôn cái video đó. Cái đó là cái hay nhất trong mà mình thích. Cái hay thứ hai nữa mà mình thích trong cái iOS 17 nữa là các bạn, thì mình thích nhất nữa là trong cái cuộc gọi video, trong cuộc gọi điện thoại á các bạn, nó có luôn cái kêu là cái phụ đề. Thì những cái người mà bị khiếm thính á, thì ví dụ như mình có thể mình nói cho người ta không nghe được, nhưng mà bây giờ mình gọi cho những người khiếm thính, người bình thường đi, gọi cho người khiếm thính thì nó sẽ có cái phần phụ đề, nó có cái phần phụ đề và người khiếm thính nếu mà biết chữ người ta sẽ đọc được là ý mình muốn nói, như là đỡ phải mất công là phiên dịch lại hơn. Và cái mà mình thích nữa là nó rất là tốt cho cái AirPods mà khi mà mình sử dụng tai nghe AirPods đó các bạn. Thì nếu mà tai nghe AirPods dưới phần AirPods á thì nó nhanh hơn và nó không có bị chậm trễ giống như đợt trước. Những cái phần AirPods bây giờ nó cực kỳ tiện lợi luôn. Và cái mình thích nhất đó là cái Google Maps của Apple riêng, cái phần mềm riêng, là mình không cần sử dụng internet hoặc là những cái nơi mà mình sống không có sóng, thì chúng ta có thể là gửi cái định vị đó kèm theo cái tin nhắn bình thường của mình, và mình tìm bản đồ trên, mình được quyền download trên cái bản đồ và mình định vị khi không có sóng được luôn. Rồi bây giờ thì khi mà sử dụng qua một ngày rồi á thì mình có những cái tấm tắc sau: xài mượt hơn, nhiều ứng dụng hơn, về cái phần mà nghe nhạc, mình hay nghe nhạc lót lét trên phần mềm từ Zing đó các bạn, Zing mình mua cái gói lót lét, rồi mình nghe Spotify nhạc chất lượng cao. Thì với lại cái mục nhạc của Apple các bạn, thì nó cho mình được tùy biến sử dụng những cái hình ảnh khác nhau, chứ nó không có còn là một cái hình buồn tẻ như đợt trước nữa. Thì đây là những cái sơ lược mà của Top Zone chia sẻ nè. Thì sẵn qua đây thì nó có rất là nhiều cái cải tiến mới. Với lại mình xài cái iPhone 14 Pro Max này, mình cũng phải lên 17, tại vì vài ngày nữa thôi là iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max xuất hiện rồi. Thì những cái ứng dụng này nó sẽ phù hợp hơn, và cái phần Dynamic Island của mình và những cái tối ưu hóa nó lên. Thì tiếc cho cái iPhone 8 Plus của mình, phiên bản nào ra mình cũng được lên và bây giờ là mình không lên được rồi. Và cái này thì nó chỉ hỗ trợ cho là iPhone X rồi XS Max trở lên thôi. Nè, bây giờ là iPhone X, iPhone 8 Plus trở xuống là không có hỗ trợ lên được. Thì nếu như những các bạn mà còn lên được, các bạn cứ lên đi. Phần mềm là viết cho cái hệ điều hành của máy móc, thì mắc cái gì mà chúng ta không lên. Nó có những cái hình icon đồ đó rất là thú vị. Rồi nè các bạn thấy không, nó có rất là nhiều những cái phần mềm đến từ Google nè, không cần phải ngoại tuyến, không cần internet luôn. Nói chung là iPhone 17 nó có rất nhiều cái hiệu năng cũng như là những cái tính năng xịn sò. Công ty họ cho mình những cái phần mềm tối ưu hóa, những cái thứ hay ho thì các bạn cứ lên đi. Pin là thiết kế cho máy để xài
ha, mà máy nó có cầm pin đi không cầm pin chuyện nó không quan trọng, hết pin thì mình sạc. Mà những cái dòng iPhone Pro Max đó, xài 1,5 ngày chưa có hết pin nữa, pin 4.000 mấy, nó thật sự là mình xài ngày nào cũng 2 ngày mình mới sạc. Nói chung là dòng iPhone 14 Pro Max là mình 2 ngày mình mới sạc, 2 ngày mình mới sạc thôi. Mình có, nói chung mình có MacBook, iPad, iPhone 2-3 cái luôn. Cho nên là ví dụ như cái Tab Plus thì mình để mình quay iPhone 14 Pro Max, cái này cái một cái địch trực chiến, một cái iPhone 14 Pro Max mà 256GB với 1TB, 1TB làm để mình quay những cái video sản phẩm. Còn ví dụ như mà một cái 256 mình để nói chuyện với khách, rồi một cái MacBook Pro để mình nghe nhạc. Rồi nói chung là vậy đó, thì mình sẽ có nhiều cái máy, nhiều cái chức năng, nên đối với mình không sợ về pin, nhưng mà mình rất thích về hiệu năng. Cho nên là các bạn cứ lên đi, đừng sợ, đừng đắn đo nữa nha. Phần mềm viết ra cho máy để cho máy nó được tối ưu hóa, và để có những, nó phục vụ cho người tiêu dùng, nó có những cái bản cập nhật tốt hơn, thì dạy gì mình không xài ha. Các bạn cứ xài thỏa thích đi. Ví dụ như mình phải trải nghiệm chứ. Một cái máy để làm phục vụ cho con người thì hãy để cho nó phục vụ hết khả năng, chứ đừng có để biến con người thành cái công cụ phục vụ cho máy móc. Nói chung nó rất là cải tiến và rất là nhiều tối ưu hóa cho những cái vấn đề, xài rất là mượt nha. Mong để các bạn update càng sớm càng tốt. Thì mình thấy xài qua hơn một ngày sử dụng thì mình thấy pin nó cũng như phiên bản cũ thôi, nhưng mà nó có nhiều cái tính năng mới hay ho và xịn sò ha. Và đặc biệt cái những cái copy mà bằng copy mà nó giống như copy tiếng Việt mà chúng ta thao tác cho cái dịch đó, dịch trên Google dịch đó các bạn, nhanh cực kỳ luôn và nó ra chuẩn và chính xác hơn. Và đặc biệt là nó có hỗ trợ rất nhiều. Thì các bạn cứ update lên đi thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Nhiều khi mình nói thì các bạn không update nên các bạn khó hình dung lắm. Thì hy vọng là các bạn update sớm thì các bạn sẽ biết được những cái trải nghiệm thú vị ha. Rồi mến chúc tất cả các bạn có một buổi tối bình an vui vẻ bên gia đình, và nhớ subscribe kênh review của mình. Hay ho lắm nha, nhớ update sớm nha mọi người.